Còn theo dự thảo mới nhất của Nghị định Kinh doanh Casino, nhà nước sẽ thí điểm cho người Việt vào chơi ở casino tại Vân Đồn, Phú Quốc. Nhưng cơ quan quản lý yêu cầu người chơi vẫn phải từ 21 tuổi trở lên, thu nhập tháng thường xuyên trên 10 triệu đồng và không bị người thân cầm đoạn. Dự thảo Nghị định Kinh doanh Casino mới nhất quy định, người Việt Nam được vào chơi ở casino nhưng tạm thời chỉ áp dụng thí điểm với hai casino ở Phú Quốc, Kiên Giang và Vân Đồn, Quảng Ninh. Việc thí điểm này thực hiện trong 3 năm tính từ khi một trong hai casino này đủ điều kiện hoạt động. Về điều kiện đối với người Việt vào casino, người chơi phải từ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và ngoài ra cũng phải đủ năng lực về tài chính. Cụ thể, người đó cần chứng minh được có thu nhập tháng thường xuyên từ 10 triệu đồng trở lên hoặc thuộc diện chịu thuế thu nhập từ bậc 3 trở lên. Vé vào chơi casino đối với người Việt theo đề xuất của cơ quan soạn thảo là 1 triệu đồng trong 24 giờ liên tục hoặc 25 triệu một tháng mỗi người. Việc cấm hay đồng ý cho người Việt vào chơi casino được các cơ quan quản lý nâng lên đặt xuống trong nhiều năm qua. Như vậy đến nay về cơ bản hoạt động casino đã được thống nhất về chủ trương cho phép người Việt vào casino nhưng dưới dạng thí điểm.